Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta đã đến với bài số 1, chương 6, biểu thức đại số, biểu thức đại số. Thì đầu tiên chúng ta đến với phần tóm tắt lý thuyết, biểu thức đại số, biểu thức số là gì? Biểu thức số là các số được nối với nhau bởi dấu các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, tạo thành một biểu thức số. Đặc biệt, mỗi số đều được coi là một biểu thức số. Trong biểu thức số thì ta có thể có các dấu ngoặc này để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính. Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức số, ta nhận được một số. Số đó được gọi là giá trị của biểu thức đã cho. Rồi, vậy thì biểu thức đại số là gì? Ở đây biểu thức đại số là có chứa các chữ cái đúng không? Xi, đó thì các chữ cái xi này gọi là các biến số hay còn gọi là các biến. Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và nâng lên lũy thừa làm thành một biểu thức đại số. Đặc biệt, biểu thức số cũng là biểu thức đại số. Rồi, trong biểu thức đại số có thể có dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính. Thì ở đây ta có một cái phần chú ý đó là để viết cho gọn ấy. Thì khi viết các biểu thức đại số, ta không viết dấu nhân ở giữa các chữ cũng như giữa các số đó. Ví dụ A nhân B thì ta viết là AB, còn 2 nhân A ta viết là 2A luôn. Ta hiểu ngầm là dấu nhân ở giữa được không nào? Thông thường ta không viết thừa số 1 trong ví dụ. Ví dụ là 1XY thì ta viết là XY, trừ 1AB ta viết là trừ AB. Với các biến ta cũng có thể áp dụng các quy tắc và tính chất của các phép tính như đối với các số. Rồi, phần số 3 là giá trị của biểu thức đại số. Thì để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta hay thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Đó, giống như là cộng trừ nhân chia các số tự nhiên bình thường thôi. Bây giờ ta đến với phần 1, viết biểu thức đại số theo các mệnh đề cho trước. Thì đầu tiên là phương pháp giải. Để làm được bài tập phần này, ta cần hiểu rõ các khái niệm tổng, hiệu, tích và thương, các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích và các hình đã học, các mối liên hệ quãng đường, vận tốc, thời gian, các khái niệm về tỷ lệ, tỷ số phần trăm, tăng, giảm và phần trăm tăng hoặc là phần trăm giảm. Sau đó dùng vào từng bài viết mà ta ra được cái biểu thức đó và phù hợp. Đối với các bài toán biểu thức đại số thì ta viết một đại lượng nào đó, ta có thể không rút gọn. Rồi bây giờ chúng ta đến với bài số 1, biểu thức đại số. Biểu thị tích của x với tổng x nhân y là x nhân cho x cộng y. Rồi tích của tổng hai số x và y, hai số x y và hiệu của hai số x y là x cộng y nhân cho x trừ y. Rồi nửa tổng của hai số x và y thì x cộng y chia cho 2 đúng không? Nửa tổng. Tích của hai số tự nhiên liên tiếp là x nhân cho x cộng 1 với x thuộc n, được chưa? N sao? Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 2. Viết biểu thức đại số biểu thị. Rồi. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là A, được chưa? Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B. Thì chu vi là bằng dài cộng rộng chia dài cộng rộng nhân 2 đúng không? Đó, thì ở đây các bạn viết là gì? A cộng B nhân 2, được chưa? Rồi chỗ câu D ở bài 1 nhé. Ở đây là thuộc N cũng được nha các bạn. Tại đây là hai số tự nhiên liên tiếp, ta có thể lấy được cả số 0 luôn, được không? Đó. N sao, nếu đề bài bảo là các số hai số tự nhiên liên tiếp đó khác không thì các bạn sử dụng N sao là chính xác. Rồi, ở ý B, diện tích hình chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B. Diện tích là bằng A nhân B. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là x và chiều dài hơn chiều rộng là 7. Vậy là x nhân cho x trừ 7 là dài nhân rộng, được chưa? Chu vi hình vuông có cạnh là x, vậy là x bình. 4x đúng không? Chu vi là bằng 4x mới đúng. Diện tích hình vuông có cạnh là x bình phương này. Diện tích hình thang có đáy lớn là A, đáy nhỏ là B và chiều cao h.
là a cộng b đúng không? Đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao là h và chia cho 2, thì đây là cái biểu thức đó thể hiện cái diện tích hình thang đó. Diện tích hình thang có đáy lớn là x, đáy nhỏ là y và chiều cao nhỏ hơn đáy lớn là 3. Vậy là chiều cao là bằng y trừ 3 đúng không? Nhân cho tổng của x cộng y. Đó. À, nhỏ hơn đáy nhỏ, nhỏ hơn đáy lớn đúng không? Là phải là x trừ 3 nha các em. Đó chính là chiều cao đây này và chia cho 2. Diện tích của một tam giác có cạnh đáy là a. Chiều cao tương ứng là b, vậy là bằng 1 phần 2 a nhân b được không? Diện tích hình tròn có bán kính là r, thì diện tích hình tròn là bằng pi r bình, được chưa? Rất đơn giản, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài số 3. Viết biểu thức biểu thị quãng đường đi được sau ít giờ của một ô tô đi với vận tốc là 15 km/h, thì quãng đường đi được sau ít giờ, quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian đúng không? Vận tốc là 15 này nhân cho thời gian là ít. Còn tổng quãng đường đi được của một người biết rằng người đó đi bộ trong ít giờ với vận tốc 6 km/h và sau đó đi bằng xe máy với vận tốc 2 km trong y giờ. Vậy là cái quãng đường nó sẽ bằng tổng hai cái quãng đường này cộng lại đúng không? Quãng đường đi bộ là bằng x nhân cho 6 cộng cho quãng đường đi xe máy là bằng 20 nhân cho y. Rồi, ta chuyển qua bài 4. Một mùa hè. Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là T độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm ít độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lạnh, nhiệt độ là giảm đi y độ so với buổi trưa. Rồi, hãy viết biểu thức đại số biểu thị lúc mặt trời lạnh trong ngày theo T, X và Y. Thì ở đây nhiệt độ buổi trưa là gì các em? Đấy, nhiệt độ buổi trưa đúng không? Là T cộng cho X, tức là nó tăng thêm T độ, được à, nó tăng thêm X độ, được chưa? Đơn vị là độ. Rồi buổi gì? Buổi chiều. Đó là T cộng X và trừ đi y đúng không? Là này nó bảo là so với buổi trưa, thì đây là buổi trưa đây, t cộng x và trừ đi cái nhiệt độ mà nó giảm là y. Đó. Rồi bài số 5, viết biểu thức đại số biểu thị số tiền phải trả khi mua ít quyển vở với giá là 12.000 đồng một quyển và ba cái bút giá 3.000 đồng một quyển. Đó. Ít quyển vở đúng không? Đó, vậy là 12 nhân 12.000 đúng không? Nhân cho x và cộng cho 3 cái bút đúng không? Nhân cho 3, được chưa? Nhân cho 3.000. Là ta được ra được cái số tiền, được chưa nào? Rồi số tiền sau khi cải trả khi mua A kg xoài giá 40.000. Đó, vậy thì A nhân cho 40.000 nè. Cộng cho B nhân cho 15.000 đúng không? Là cái số kẹo. Rồi giá tiền 1 kg nho xanh khi viết ít kg nho xanh. Đó giá là 250.000, vậy là 250 nhân cho ít. Rồi bây giờ chúng ta qua dạng số 2 nha. Tính giá trị của biểu thức đại số. Rồi thì đầu tiên chúng ta thay giá trị của biến vào biểu thức để tính giá trị biểu thức đại số đó. Tìm ra giá trị của biến, sau đó ta thay vào biểu thức rút một biến theo các biến còn lại, sau đó ta thay vào biểu thức đại số, biến đổi biểu thức đại số làm xuất hiện những cái biểu thức giống với điều kiện đề bài ta có thể thay vào và biến đổi hệ số của biểu thức đại số thành biến số. Sau đó trong quá trình tính toán thì ta rút gọn đó, được các phần của biểu thức, thì đây là những cái trường hợp có thể xảy ra. Thì cái trường hợp đơn giản nhất chúng ta để đến với cái bài đầu tiên này, trường hợp 1 này, ta chỉ cần thay vào thôi. Ví dụ x bằng 0 đúng không? Đây ta thay chỗ nào của x thì ta thay là 0 bình trừ cho 3 nhân 0 cộng cho 1 thì nó bằng 1, được chưa? Chỗ nào có x bằng âm 1 thì các bạn phải lưu ý là ta thay là 5 nhân cho âm 1 tất cả bình. Có dấu âm thì tất cả các số các bạn đều để trong ngoặc cho anh nha. Đó, đây là cái lưu ý để các bạn tránh bị sai này, và cộng cho 1. Đấy, vì ở đây 5 nhân cho âm 1 tất cả bình là bằng 1, là bằng 5 trừ cho 3 nhân cho trừ 1 là cộng 3 cộng cho 1. Vậy đây đáp số của chúng ta là bằng 9, được chưa? Rồi cái dấu phân số cũng vậy. Đó thì các bạn cũng phải để trong ngoặc cho anh 5 nhân cho trừ 1 1 phần 5 tất cả bình trừ cho 3 nhân cho 1 phần 5. Đấy. Và cộng cho 1.
Thì ở đây 5 nhân 1 phần 5 tất cả bình đó là bằng 5 nhân cho 1 phần 25 trừ cho 3 phần 5 và cộng cho 1. Ở đây các bạn tự tính toán nhé. Tương tự như vậy các bạn cũng thay số và tính ở ý D nhé. Rồi, thì ở đây ý D nếu các bạn tính đúng đó, nó ra là 14 phần 5, được chưa? Rồi, tương tự như vậy, các bài này các bạn chỗ nào có x thì thay x, chỗ nào có y thì thay y. Đó, và anh sẽ cho các bạn cái kết quả nếu các bạn thay đúng này để các bạn có thể tự kiểm tra này. Ý A là trừ 37 này, ý B là trừ 6, được không? Ý C là 2062, còn ý D là đó là bằng 0. Đó, thì các bạn có thể tự kiểm tra bằng cái việc thay số vào nhé. Rồi, tương tự như vậy, bài số 3. Thì nếu các bạn thay và tính toán đúng á, đúng chưa? Đó, thay x và y vào và tính toán đúng thì các bạn sẽ thấy là biểu thức A nó ra là trừ 5, còn biểu thức B nó ra là 5. Được không? Vậy thì A sẽ bé hơn B. Đó, rồi, tương tự như vậy ý B thì nếu các bạn thay đúng vào thì A nó sẽ ra là trừ 22. Còn B nó sẽ ra là 12. Rồi, vậy là A sẽ bé hơn B luôn, được chưa? Rồi, ta qua bài 4, tính giá trị của biểu thức. Đấy, thì nếu các bạn thay và tính toán đúng thì cái giá trị của B đạt được sẽ là bằng 41. Còn giá trị của Q đạt được đó, nó sẽ là bằng trừ 3. Đấy, những cái bên này các bạn tự làm nhé. Rất đơn giản thôi. Thay số và tính toán cho thật cẩn thận và chính xác, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài số 5. Ở đây thì các bạn thay vào đúng không? Thay x bằng 2 vào thì ta có cái biểu thức A mới là bằng 1, 2 nhân 3 cộng cho 1, 3 nhân 4 đó và cộng như vậy đến cộng cho 1 là 100 nhân cho 101, được không? Vậy thì ta sẽ biến đổi như sau, 1 phần 2 trừ 1 phần 3 đúng không? Nó sẽ bằng cái biểu thức này. Rồi cái biểu thức này thì là bằng cộng cho 1 phần 3 trừ 1 phần 4 đó và tương tự như vậy. Nó sẽ là 1 phần 100 trừ đi 1 phần 101. Thì ta thấy là gì? Những cái số ở giữa, những cái biểu thức ở những cái số hạng ở giữa nó tự rút gọn đi cho nhau đúng không? Thì ta còn 1 phần 2 trừ cho 1 phần 101 thôi. Đúng như nào? Đấy. À, ở đây là x bằng 2. Thì ở đây là 101 và đây 102 nha các em. Các bạn sửa lại giúp anh nhé. Thì ở đây là 102. Và kết quả chúng ta các bạn quy đồng lên nó sẽ là bằng đó, 25 phần 51. Đó, nếu các bạn tính toán đúng nha. Rồi. Còn ở ý B. Ở ý B thì á các bạn thay vào thôi. 1 cộng cho 1 mũ 2 cộng cho 1 mũ bộ 1 mũ 4, âm 1 tất cả mũ 4, âm 1 tất cả mũ 2 này, cộng cho âm 1 tất cả mũ 4 này, cộng cho âm 1 tất cả mũ 20, 22. Thì ta thấy là có bao nhiêu, đây là có bao nhiêu cái số 1, được chưa? Ở đây các bạn thấy á, là ta có là 1012 số hạng. Đó, ở đây là 1 là bằng 2 mũ 0, 2 mũ 0, 2 mũ 2, 2 mũ 4 thì ta tính cái số hạng là gì? Số hạng. Đó, theo cái số mũ nha. Thì là bằng 2022 trừ đi cái số cuối, số đầu, số cuối trừ số đầu là 0 và chia cho 2 cộng cho 1. Vậy là bằng 1012 số hạng. Đó. 1012 số hạng tương ứng với 1012 chữ số 1 luôn đúng không? Tại số mũ chẵn là âm 1 là ra 1, được chưa? Âm 1. Tất cả số mũ chẵn là ra 1, vậy B sẽ bằng 1012. Đó. Rồi, bây giờ ta chuyển qua cái ý tiếp theo. Là ý C ha. Rồi. Tương tự như vậy đúng không? Khi các bạn thay vào á thì nó sẽ ra âm 1 này nhân cho âm 1 tất cả bình này nhân cho âm 1 tất cả mũ 3 này.
Đấy. Rồi cộng cho gì? Âm 1. Tất cả bình đúng không? Nhân cho âm 1 tất cả mũ 3, nhân cho âm 1 tất cả mũ 4, được chưa? Thì các bạn thấy á, nó làm như vậy đến âm 1 mũ 2022 nhân cho âm 1 mũ 2023 nhân cho âm 1 mũ 2024. Thì các bạn thấy những cái cụm này này nó đều xuất hiện ra hai số mũ, là hai số mũ gọi là chẵn, được chưa? Đó, hai số mũ lẻ và một số mũ chẵn. Đấy, hai số mũ lẻ và một số mũ chẵn. Thì ta sẽ có là gì? Số đầu là ra số chẵn này. Đó, số mũ chẵn, được chưa? Là âm 1 tất cả mũ 6, còn cái thứ hai là âm 1 đó, tất cả mũ lẻ, được chưa? Thì là trừ 1 đó, và cứ cộng trừ như vậy đến cuối luôn. Vậy thì ta sẽ ra là gì? Kết quả của biểu thức này là bằng 0, được chưa? Kết quả của biểu thức này bằng 0. Tại vì nó có 2022 2022 số hạng. Được chưa? 2022 số hạng. Các bạn để ý đây này. Cái số hạng đầu tiên là âm 1 đó, mũ 1 đúng không? Còn cái số hạng ở đầu mà là cái số cuối cùng là 2022. Đấy, nó cứ tăng dần lên thì các bạn thấy nó có 2022 số hạng tương ứng với là 1011 cái cặp số 1 trừ 1. Đó, thì kết quả nó ra bằng 0, được chưa? Rồi, ý D. Ý D thì chúng ta giải như sau. X bằng 10 thì X bình sẽ bằng 100, được chưa? Đó, X bình sẽ bằng 100. X bình bằng 100. Rồi, vậy thì ta có là suy ra X bình trừ 100 là bằng bao nhiêu các em? Bằng 0. Được chưa? Vậy ở đây nè, trong giữa những cái số này nè, nó sẽ có cái x bình trừ 100 ở giữa. Được chưa? Vậy là nó sẽ bằng 0. Mà có một số, bất kỳ số nào nhân với số 0 nó cũng bằng 0. Thì cái biểu thức này nó sẽ bằng bằng 0 luôn. Được chưa? Đó, các bạn giải thích rất đơn giản đúng chưa? Vậy có cái x bình trừ 100 bằng 0 ở giữa cái gì? Ở giữa cái biểu thức tích này. Được chưa? Rồi, bây giờ ta chuyển qua trường hợp số 2. Tính giá trị của biến sau đó thay vào biểu thức. Rồi, bây giờ ta tìm giá trị của biến đúng không? Ở đây là x, trị tuyệt đối của x bằng 1 phần 2. Vậy có hai trường hợp, x bằng 1 phần 2 hoặc x bằng trừ 1 phần 2. Thì các bạn tính từng trường hợp nhé. Đây là trường hợp 1, còn trường hợp 2. Thì đối với trường hợp 1 đó, x mà bằng 1 phần 2 đúng chưa? Thì các bạn thay vào sẽ được kết quả đúng là 5 phần 2. Còn nếu trường hợp 2, các bạn thay vào sẽ ra trừ 3 phần 2. Rồi bây giờ ta qua ý B nhé. Đó, tương tự ý A luôn. Được không? Cũng có hai trường hợp. Rồi, đây là ý B này. Nếu x bằng 1 phần 2 thì các bạn sẽ ra được cái kết quả là bằng x bằng 1 phần 2 thì cái mẫu nó bằng 0 đúng không? Mẫu bằng 0 thì cái biểu thức B nó vô nghĩa. Được chưa? Đây, biểu thức B nó vô nghĩa. Còn khi mà x bằng trừ 1 phần 2 ấy, thì nó là gì các em? Kết quả nó sẽ ra là bằng 1. Được chưa? B bằng 1. Rồi, vậy các bạn sửa vào nhé. Tự thay số vào nha, đen cho kết quả để có dữ liệu để dò thôi, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta đến với câu C thì cũng có hai. Ở đây có nhiều trường hợp hơn nè. Ở đây x nó có hai trường hợp là bằng 5 hoặc âm 5, y nó cũng có hai trường hợp là bằng 1 hoặc âm 1. Vậy chúng ta phải bắt cặp. Đầu tiên á, cái cặp đầu tiên là x bằng 5 và y y bằng 1. Đó, thì
Các bạn thay cái cặp này vào được chưa? X bằng 5 và y bằng 1 á, thì cái biểu thức C nó sẽ bằng 42 nếu các bạn thay đúng. Rồi tiếp x bằng 5 và y bằng âm 1 á, thì cái biểu thức C nó sẽ là gì các em? Nó sẽ bằng 8. Đó. Tiếp theo, nếu x bằng âm 5, y bằng 1 thì sao nào? C nó sẽ bằng bao nhiêu? C bằng 2. Rồi tiếp, x bằng âm 5, y bằng âm 1 thì C nó sẽ là bằng 48. Đấy. Các bạn phải tự làm nhé. Rồi bây giờ tôi chuyển qua bài 7, tính giá trị của biểu thức. Đấy. Đại số khi biết cái cụm này nó bằng 0. Thì các bạn thấy là hai cái số bình phương mà nó bằng 0 đúng không? Thì cả hai cái nó đồng thời phải bằng 0. Tức là x trừ 1 và y cộng 2, hai cái này đồng thời phải bằng 0. Tức là ta suy ra x phải bằng 1 và y phải bằng âm 2. Hai điều này sẽ phải xảy ra. Đó thì ta thay cái x bằng 1, y bằng âm 2 vào đây. Ta tính được cái giá trị biểu thức A sẽ bằng bao nhiêu các em? Biểu thức A các bạn sẽ tính được là 46, được chưa? Nếu các bạn tính toán đúng. 46. Đấy, vì hai cái này luôn lớn bằng 0, được không? Vậy nó chỉ bằng 0 khi cả hai cái phải đồng thời bằng 0, được chưa? Rồi. Còn đối với cái bài câu B thì cái này cũng lớn bằng 0 này, số mũ chẵn này, được không? Còn cái này cũng lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì x cộng 1 nó phải bằng 0 hoặc y trừ 1 nó cũng phải bằng 0. Vậy suy ra x sẽ bằng âm 1 và y bằng 1. Đấy, tôi suy ra biểu thức A có giá trị là bao nhiêu? Ở đây y cộng 1 đúng không? Rồi, vậy xin lỗi, đây là vậy là y phải y bằng trừ 1 thì nó mới đúng nhá. Rồi, vậy thì khi x bằng âm 1 và y cũng bằng âm 1 đấy, thì cái biểu thức B nó sẽ đạt kết quả là bằng 2020. Đó, các bạn tự kiểm tra lại đáp án nha. Rồi ta qua trường hợp số 3. Rút gọn một biến theo các biến còn lại, sau đó thay vào biểu thức đại số. Rồi thì ở đây á, cái bài này ta sẽ quy đồng lên, được chưa? Quy đồng. Cái A lúc này á, anh quy đồng là bằng x trừ z này. Đấy, nhân cho gì? Y trừ x nhân cho z cộng y. Được chưa? Rồi, cái này là x nhân y nhân z, được chưa? Vậy thì ta có cái điều kiện này đúng không? Vậy x trừ y sẽ bằng z. Đó. Z trừ x x trừ z sẽ bằng x trừ z sẽ bằng y. Đó. Được chưa? Y cộng z sẽ bằng x sẽ bằng y cộng z. Rồi ta thay vào ha. Đấy, từ cái dữ kiện đề bài ta thay vào nha. Y trừ x đúng không? Y trừ x sẽ bằng trừ z, được chưa? Y trừ x sẽ bằng trừ z. Rồi. Vậy bây giờ ta thay vào đây. X trừ z thì bằng gì? Bằng z. X trừ z là bằng y. Rồi y trừ x là bằng trừ z nè. Được không? Thay vào. Rồi z cộng y là bằng x. Đó, ta chia cho gì? X, y và z thì ta rút gọn là còn là bằng âm 1. Được chưa? Vậy giá trị của biểu thức A là bằng âm 1. Đó, tương tự như vậy. Đối với câu B, ta có hai cái điều kiện. Đây là x nhân y nhân z bằng 2 và x cộng y cộng z là bằng 0. Đó, thì ta cũng thay vậy thôi. X là x cộng y là bằng z nè. Được chưa? X cộng y bằng z. Đây, từ cái điều kiện này ta suy ra x cộng y bằng z. Bằng trừ z chứ. Rồi y cộng z là bằng trừ x. Còn mà x cộng z là bằng trừ y. Vậy đây ta thay vào đây x cộng y đúng không? Cái biểu thức B á, x cộng y thì nó bằng gì các em? Bằng trừ z nè. Nhân cho y cộng z là bằng trừ x nè.
nhân cho z, x cộng z là bằng trừ y này. Vậy đáp số là trừ x nhân y nhân z, và x nhân y nhân z bằng 2. Vậy cái đây trừ x nhân y nhân z là bằng trừ trừ 2. Rồi, tương tự như vậy các bạn làm với cái ý C nhé. Ý C các bạn làm chỗ này tương tự đó với cái ý B, đúng không? Suy ra tương tự ý B từ hai dữ kiện này. Còn ở đây các bạn đặt đó cái nhân tử chung ra ngoài là 2 trừ 2, vậy là x cộng y cộng z. Mà x cộng y cộng z thì bằng 0 nên cái cụm phía sau này bằng 0. Đó. Vậy thì ý C này nó cũng tương tự là một cái ý B thôi. Đó. Rồi bây giờ ta chuyển qua dạng số 4 nhé. Biến đổi biểu thức đại số làm xuất hiện biểu thức giống với điều kiện đề bài cho và thay vào. Vậy biểu thức A ta biết cái điều kiện là x cộng y bằng 0 đúng không? A thì ta sẽ biến đổi, ta đặt 2 ra ngoài là x cộng y. Vậy 2 nhân 0 đó, x cộng y bằng 0, 2 nhân 0 bằng 0 này. Cộng cho 3 x y nhân cho 0 luôn đúng không? Nhân cho x cộng y là bằng 0. Cộng cho 5 nhân cho gì các em? Ở đây ta đặt x bình y bình ra ngoài là ta có x cộng y. Đó và cộng cho 4. Vậy tất cả cái này nó đều nhân cho 0 và kết quả biểu thức A nó sẽ bằng bằng 4. Rồi tương tự như vậy, bài cô B các bạn tự đặt nha. Đây các bạn đặt 2 x bình y bình ra ngoài này. Ta cũng có x cộng y. Kết quả cô B ta có thể nhẩm nhanh được ra bằng 5. Rồi, với cái bài này cũng vậy, đặt 5 ra ngoài 5 x cộng y này. Đặt x bình y bình ra ngoài là có x cộng y này. Đó. Thì cái tất cả cái cụm phía trước bằng 0, vậy cái cụm đằng sau nó chỉ còn là âm 1. Kết quả là âm 1. Rồi x bình cộng y bình là bằng 1 đúng không? Thì ở đây á ta đặt ra này, ta đặt ra được chưa? Đầu tiên là các bạn tách ra đúng chưa? 2x mũ 4 cộng cho x bình y bình cộng cho 2 cộng cho 2x bình y bình và cộng cho x bình y bình. Đó, anh tách cái số 3 này ra được chưa? Cộng cho y mũ 4 và cộng cho y bình. Thì ở đây anh có là gì? Ta đặt x 2x bình y bình ra ngoài. Vậy ở đây ta có x mũ 4. Đó, ta đặt 2x bình ra ngoài thôi nha. Vậy đây có x mũ, ở đây là x bình đúng không? Đặt 2x bình ra thì còn x bình cộng cho y bình, được chưa? Cộng cho gì? Cộng cho y bình, cộng cho x bình, cộng cho y bình, được chưa? Và cộng cho y bình. Vậy đây ta có là 2 nhân cho 1 là 2x bình cộng 2y bình. Ở đây cũng nhân cho 1 đúng không? Thì nó bằng y bình. Y bình cộng y bình là 2y bình. Ta lại đặt 2 ra ngoài là x bình cộng y bình. Mà x bình cộng y bình là bằng 1. Vậy là 2 nhân 1 bằng 2. Vậy biểu thức này sẽ bằng là 2. Được chưa? Rất đơn giản. Rồi bài số 5. Ở bài số 5 tính giá trị của cái biểu thức ở đó. Tại x là bằng 99. Thì anh sẽ suy ra là x cộng 1 đúng không? Sẽ bằng 100. Tại x bằng 99 mà x cộng 1 sẽ bằng 100. Được chưa? Vậy ở đây là ta có là biểu thức A sẽ là gì? X mũ 7 trừ cho x cộng 1. 100 là bằng x cộng 1 nhân cho x mũ 6. Đó, tương tự như vậy. Đó, đến cái gì là trừ cho gì? Trừ cho x cộng 1 đúng không? Đó, để trong ngoặc. Vậy khi phá ngoặc ra, khi ta nhân phân phối vào là x mũ 7 này, trừ x mũ 7 này, cộng x, trừ x mũ 6 đúng không? Trừ x mũ 6, đúng chưa? Cộng x mũ 6, được không? Đấy, và nó tự trừ tiêu đi nhau. Trừ cho gì? Trừ cho x, trừ cho 1. Vậy đáp số cuối cùng là gì các em? Đáp số cuối cùng là có phải là các bạn tính ra được nó tự chi tiêu hết cho nhau đúng không? Đấy. X sẽ trừ đi x. Rồi về đáp số cuối cùng là ra âm 1. Đây cái số cuối cùng này này. Còn những cái số ở trên này nó tự chi tiêu hết cho nhau. Được chưa nào? Rồi bây giờ ta chuyển qua ý B nhé. Ý B thì cũng tương tự thôi. 202 x bằng 2024 đúng không? Vậy x trừ 1 sẽ bằng 2023. Và các bạn thay vào ý B y xì như ý A luôn.
x mũ 5 trừ cho x trừ 1 nhân cho x mũ 4 ở trừ cho gì? X trừ 1 đúng không? Nhân cho x mũ 3 đó trừ, cứ trừ như vậy là đến trừ 2022 đúng không? Thì các bạn thấy á, x mũ 5 nè trừ cho x mũ 5 nè cộng cho x mũ 4 nè đó và trừ cho x mũ 4, nó cứ tự triệt tiêu nhau như vậy nha các bạn. Đó đến cuối cùng là cộng x trừ cho gì, trừ cho 2022 được chưa, cộng x trừ cho 2022 đây nè, đến đây nè, cộng x trừ cho 2022. Các bạn có thể thay 2023 là bằng x trừ 1 nhé, các bạn thay lần lượt vào nhé. Đó các bạn thay lần lượt vào từng cái chỗ này này, rồi các bạn tự tính toán đây ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có là gì, x là bằng 2024 đúng không, cái kết quả cuối cùng là x trừ 2022 mà x bằng 2024 sẽ trừ cho 2022 thì nó bằng 2. Đó các bạn thay, cứ thay chậm chậm từ từ vào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dạng số 3, tìm giá trị của biểu thức để biểu thức có giá trị bằng giá trị cho trước. Rồi bây giờ ta đến với bài 1. A có giá A bằng 2x có giá trị bằng 1 thì giống như ta cho 2x là bằng 1. Vậy suy ra x bằng 1/2 giống như tìm x thôi đúng không các em? Đây 2x là cộng 1 bằng 5. Đó và các bạn suy ra x sẽ bằng 2, các bạn chuyển vế đổi dấu và tự tính toán. Ở đây cũng như vậy nha. 9y bình trừ 30 bằng 6. Vậy suy ra là y bình sẽ bằng 4. Đúng không? Y bình sẽ bằng 4, vậy suy ra y là bằng cộng trừ 2. Rồi tương tự như vậy, 4 trừ 9 x bình chia 5 bằng 0. Vậy cái tử này bằng 0, suy ra 4 trừ 9 x bình bằng 0. Suy ra x bình sẽ bằng cái gì các em? 4 phần 9, suy ra x bằng cộng trừ 2/3. Rồi bài 2, tính giá trị của biến để biểu thức đó có giá trị là bằng 1/4, được chưa? Vậy thì các bạn cho cái biểu thức này bằng 1/4 và các bạn đi tìm x thôi đúng không? Ở đây các bạn cũng làm như vậy này, câu B cũng như vậy đó, các bạn dùng tích hai đường chéo tức là 2021 sẽ bằng 3x cộng cho 2024 rồi các bạn đi tìm x nha. Ở đây tương tự như bài này đó, các bạn tự làm nhé. Ở đây cho đáp số là x bằng 3 này đó. Còn câu B đúng không, câu B bài 2 đúng như nào, thì các bạn sẽ là x bằng âm 1 nếu các bạn tính đúng nha. Đó ý A thì x sẽ là bằng âm 2/3 nếu các bạn tính đúng, còn ý D sẽ là bằng ý C đúng chưa? Ý C sẽ là bằng gì? X bằng 2. Đó. Còn ý D thì x ba bằng âm 3 nếu các bạn tính đúng, được chưa? Rồi bây giờ ta chuyển qua bài số 3. Tìm các giá trị của biến để các biểu thức sau có giá trị bằng 0 này. Thì cái này lớn bằng 0, cái này cũng lớn bằng 0, vậy điều kiện là x bình phải bằng 0 và y trừ 1 tất cả bình cũng phải bằng 0. Vậy suy ra x phải bằng 0 và y cũng phải y đồng thời y bằng 1, được chưa? Cái này cũng vậy, lớn bằng 0, lớn bằng 0. Thì nó phải có hai điều kiện kết hợp với nhau là x trừ 6 bằng 0 và y trừ 7 bằng 0. Rồi tương tự như vậy, hai cái này cũng lớn bằng 0, lớn bằng 0 thì nó phải đồng thời xảy ra là x trừ 1 bằng 0 và y trừ 1 cũng bằng 0. Rồi tương tự như vậy, ở đây cũng vậy nè các em ha. Ở đây là x trừ 1 bằng 0 và x cộng y trừ 1 trừ 2 bằng 0. Vậy ở đây ta tìm được x là x sẽ bằng 1 và ta thay xuống dưới đây là 1 cộng y
trừ 2 bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra được y. Rồi, còn để giá trị biểu thức sau đây có giá trị bằng 0 đúng không? Vậy thì IA này, trị của 2x sẽ bằng 5. Vậy thì 2x nó có hai trường hợp. Trường hợp 1 là 2x bằng 5 hoặc là 2x bằng âm 5. Rồi các bạn giải ra hai trường hợp này nhé. Đó sẽ bằng 5 phần 2 hoặc x bằng trừ 5 phần 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo, ý B. Ý B là trị tuyệt đối của x bình là bằng 16. Vậy có hai trường hợp x bình bằng 16 hoặc là x bình bằng âm 16 là vô lý. Vô lý. À, không có x bình nào bằng 16. Ở đây là suy ra x bằng cộng trừ 4. Rồi, tương tự như vậy. Cái này cộng 20 đúng không? Trừ 99. Trị tuyệt đối của nó sẽ bằng là ở đây bằng 0 đúng chưa? Trừ 4 chia 2 là bằng trừ 2 thì cái này vô lý. Đó nên nó vô nghĩa. Được không nào? Rồi tìm giá trị của biểu thức sau đây đạt giá trị bằng 0 thì a nhân b bằng 0, vậy thì x trừ 2 bằng 0 hoặc x y cộng 3 bằng 0. Vậy suy ra cái này là hoặc nha các em, chỉ cần một trong hai cái xảy ra là nó đúng rồi. Đó chứ không phải như bài số 3 là đồng thời hai cái phải xảy ra, còn đây là chỉ một trong hai thôi. Vậy là x trừ x sẽ bằng 2 hoặc y bằng trừ 3. Rồi tương tự như vậy, đối với câu này các bạn cũng làm như vậy nha. Ở đây là bằng đó. Và ở đây là chuyển vế qua là 1 phần 4 chia cho 3 là x bằng 1 phần 12 hoặc x là bằng 1 phần 4. Được chưa? Còn ở đây ba cái thì có ba cái trường hợp là x bằng âm x bằng 1 đó, hoặc x bằng âm 1 hoặc x bằng ở đây thì nó không thể bằng 0 được đúng không? Đấy, vì cái x bình nó luôn lớn hơn gì? X bình nó luôn lớn hơn, nó luôn lớn hơn bằng 0 mà nó cộng cho một số dương thì nó luôn dương rồi, cái này luôn lớn không rồi. Đấy, nên ta có hai cái trường hợp này thôi, được chưa? Còn ở đây x sẽ bằng âm 1 hoặc đấy, y bình bằng 6 đúng không? Là y bằng cộng trừ căn 6. Đó, nó hai trường hợp xảy ra. Rồi kết thúc bài số 5 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em có thể hiểu bài và làm được những bài tập liên quan đến cái dạng bài là về chương 1 biểu thức số đó, biểu thức đại số. Nếu thấy hay các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!